Thánh nhân khác hơn phàm nhân. Thánh nhân không biết tiếng Việt mà hôm nay nói tiếng Việt. Phàm nhân á, nhiều đứa học lớp 12 giỏi ra đại học Việt Nam, qua Mỹ có 2 năm về Việt Nam nói tiếng Việt đó, nói tiếng Mỹ không, ngọng quên tiếng Việt ở đi trong nhà nên khác nhau giờ đó. Và thánh nhân qua Mỹ hồi nhỏ xíu không biết tiếng Việt, bây giờ nói tiếng Việt như vậy. Tại vì độ cho nước Việt, nước Việt là nước trung tâm thánh địa trong tương lai mà, chữ thiên tâm mà, là tiếng Việt Nam nó phải là God of Hope rồi, không phải tiếng Mỹ. Thì cái đạo ra đời bởi người Việt Nam, sau này thế giới sẽ tôn trọng nước Việt là nhờ cái đạo của trời, con trời hạ phàm đầu thai là nước Việt. Do Thái được thế giới thương và được Mỹ nâng đỡ và trở lại lấy lại đất đai của họ, rồi được ông Trump á, cho thủ thánh địa Jerusalem á, là thủ đô của Do Thái, là cũng nhờ Chúa Giêsu sanh từ là người Do Thái. Thì cái đạo Catholic đi khắp thế giới, từ bên Pháp, bên Anh, bên Mỹ, thì mấy con cứ nhìn nó y chang vậy, cái model vậy, con người vậy.